Anh ơi xem giùm em miếng đất có dính quy hoạch không anh? Bây giờ muốn bán cũng không bán được. Rồi, để anh coi cho. Nhìn tội quá. Tờ 11, thửa 39, miếng đất với hình thải này thì ông nội anh cũng không dám mua nữa. Cái miếng đất gì mà nó xấu quắc à, cái ngõ vào thì có chút xíu. Để anh đo cái hẻm, hẻm xe máy 2m6 đúng luôn. Mà đi dọc hẻm, con hẻm này ha, là một con mương cơ, chứ không phải là một con đường nữa. Nè, tới đây là hết hẻm nè. Rồi bắt đầu, tự nhiên đất lòi ra cái đuôi chuột ở ngoài đây. À, cái xong mình lòi xin cái một cái con mương ở đây, nó giáp với đất em. Chứ thật ra không phải đường, chỉ có một con đường độc đạo 2m6 vào đất thôi. Ghép lên quy hoạch thì miếng đất này là quy hoạch phun hồng đất ở, không dính quy hoạch. Nhưng mà anh ước gì miếng đất này nó dính quy hoạch á. Dính quy hoạch để chi có người đền bù, để chi để có người bán đất cho. À, thế thì nó không dính quy hoạch thì nó mới ra cái chuyện đáng buồn đó em. Vì đất này nó xấu quá, anh cũng không biết làm gì, ăn với mấy giống gì trong đây nữa. Ghép lên vệ tinh nè. Trời ơi, ở sao ao đào múc lên rồi một con đường độc đạo đâm thẳng vô nhà. Trời ơi, nó xấu xấu tàn canh. Nhưng mà được cái là đất nó gần dân cái sông Dàm Cỏ. À, cũng còn vớt vát được tí. Thôi, đất này để ở đi em. Trời ơi, nhìn ghê quá.